miền trung phía tây của Hoa Kỳ là một khu vực thanh bình yên tĩnh. Khi nói đến võ thuật, khu vực này đã gây tiếng vang trên đấu trường thế giới bởi tài năng xuất chúng của Scott Sealy, nhà vô địch kickboxing của tiểu bang, của quốc gia Hoa Kỳ và cũng của thế giới. Scott Sealy đã đánh tan nát những võ sĩ tự do MMA viết Mataro Lattes trong vài năm qua. Scott đã học võ thuật trong 19 năm và anh ta giữ đai đen lục đẳng trong thiếu lâm Shaolin Kung Fu. Chắc có lẽ Scott Sealy cùng hệ phái với Vịnh Xuân Nam Anh, nhưng anh ta sống tại Hoa Kỳ, không biết có theo học Nam Anh hay không, để ta đi vô tìm kỹ nhé. Anh ta cũng có một đai xanh loại cấp bậc cao nhất trong hệ phái Tán Thủ Chuai Chiao và hiện đang có đai xanh ở Du Thực Brazil Jiu Jitsu. Anh ấy đã học kickboxing được 17 năm. Scott đã đến Ý để tham dự Thế vận hội với tư cách là thành viên hai lần của đội tuyển kickboxing của quốc gia Hoa Kỳ, nơi anh đã lọt vào bán kết và được đề cử là vận động viên can đảm nhất khi kết thúc trận đấu với một cánh tay bị gãy. Sự can đảm này chứng thực khả năng làm việc của Scott ngoài mong đợi. Anh cũng đã xuất hiện trong các sự kiện Strikeforce của Espanol, cũng như hai lần xuất hiện tại Pay-Per-View giải vô địch kickboxing K1 USA. Gần đây nhất, anh trở về từ Hàn Quốc, nơi anh ra mắt MMA và giành với 2 chiến thắng. Kỷ lục của anh là 39 trận, 10 trận thua, 14 trận knockout. Bên ngoài võ đài, Sealy đạt được những thành tích rất ấn tượng trong điện ảnh. Với thành tích vô cùng ấn tượng bậc thầy về các môn võ, thì thử hỏi Cung Ly sẽ dùng tuyệt kỹ gì để đối phó với nhà vô địch kickboxing Hoa Kỳ, đai đen lục đẳng Thiếu Lâm Tự và thành viên ưu tú của đội tuyển võ thuật Hoa Kỳ dự Olympic. Sau đây, mời quý ông và quý bà xem trận đấu giữa Cung Ly và Scott Sealy nhé. Cảm ơn.
Đến đây Tradingo xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Tradingo xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.